Ukraine kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp 1 tỷ đô la Mỹ. Mỹ mong muốn rút ngắn khoảng cách niềm tin với châu Phi. Trung Quốc tắt ứng dụng truy vết COVID-19. Thưa quý vị, Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal cho biết nước này cần hỗ trợ khẩn cấp tổng số tiền là 1 tỷ đô la Mỹ để đưa lưới điện và hệ thống sưởi ấm trung tâm hoạt động trở lại bình thường, trong bối cảnh là 50% cơ sở hạ tầng quan trọng đã bị hư hại do xung đột. Phát biểu tại cuộc họp của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD tại Paris, Pháp, Thủ tướng Ukraine ông Denis Shmyhal cho biết, giai đoạn được ưu tiên nhất hiện nay với Ukraine là nhanh chóng phục hồi cơ sở hạ tầng trọng yếu và ngành năng lượng để vượt qua mùa đông này. Chi phí ước tính hỗ trợ khẩn cấp cho ngành điện là 500 triệu đô la Mỹ và cho các hệ thống sưởi ấm trung tâm là 500 triệu đô la Mỹ. Thủ tướng Shmyhal dẫn số liệu từ Ngân hàng Thế giới cho biết tính đến tháng 6 năm nay, Ukraine cần đến 349 tỷ đô la Mỹ cho tái thiết đất nước. Hiện nay, hàng triệu người ở Ukraine không có điện, nước sạch và không được sưởi ấm khi nhiệt độ giảm mạnh. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, khoảng 18 triệu người, tương đương 40% dân số Ukraine đang phụ thuộc vào nguồn viện trợ. Các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU vừa thông báo sẽ thực hiện cơ chế điều chỉnh biên giới carbon và theo đó thì đánh thuế carbon đối với tất cả hàng hóa xuất khẩu sang thị trường này. Theo Hội đồng châu Âu, cơ chế điều chỉnh biên giới carbon ban đầu sẽ áp dụng đối với các hàng hóa nhập khẩu như thép, xi măng, phân bón, nhôm, điện và hydro. Đây là những lĩnh vực có nguy cơ rò rỉ carbon cao và có lượng khí thải carbon cao, chiếm 94% lượng khí thải công nghiệp của EU. Các nhà nhập khẩu sẽ phải báo cáo lượng khí thải có trong hàng hóa nhập khẩu. Nếu lượng khí thải này vượt quá tiêu chuẩn của EU, họ sẽ phải mua chứng chỉ khí thải theo mức giá carbon hiện nay tại EU. Cơ chế mới cũng sẽ được áp dụng đối với những hàng hóa nhập khẩu có quy trình sản xuất gián tiếp phát thải carbon ra môi trường. Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon là cơ chế đầu tiên trên thế giới đánh thuế carbon đối với hàng hóa nhập khẩu. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa thành lập một nhóm liên ngành để phối hợp các nỗ lực chống chủ nghĩa bài Do Thái và bài Hồi giáo, cũng như là các hình thức phân biệt đối xử khác. Động thái trên diễn ra khi các báo cáo về tình trạng bài Do Thái gia tăng trên khắp đất nước Mỹ. Theo đó, chương trình nghị sự đầu tiên của nhóm liên ngành chống phân biệt chủng tộc là phát triển chiến lược quốc gia chống chủ nghĩa bài Do Thái. Theo báo cáo thường niên gần đây của Liên đoàn chống phỉ báng tại Mỹ, năm 2021 ghi nhận số vụ bài Do Thái nhiều nhất ở Mỹ, trong đó có các vụ giết người, hành hung, quấy rối và phá hoại kể từ các khi mà các cơ quan giám sát phân biệt chủng tộc này bắt đầu thu thập số liệu cách đây 40 năm. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 12, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Châu Phi bắt đầu khai mạc tại thủ đô Washington của Mỹ. Đây là hội nghị thứ hai được tổ chức kể từ lần đầu khởi xướng vào năm 2014. Diễn ra trong vòng 3 ngày, hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Châu Phi bao gồm ngày xã hội dân sự, ngày doanh nghiệp và ngày các nhà lãnh đạo. Kỳ vọng của Mỹ vào hội nghị lần này là rất lớn, bao gồm nâng tầm mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ hơn và ở một mức độ cao hơn giữa Mỹ và Châu Phi, và đồng thời tham gia nhiều hơn vào chương trình nghị sự của lục địa đen, trong bối cảnh sức ảnh hưởng của Trung Quốc tại châu Phi là rất lớn. Tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Châu Phi 2022, Mỹ và các quốc gia châu Phi sẽ thảo luận những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm như năng lượng, dịch vụ tài chính, biến đổi khí hậu, an ninh lương thực và chăm sóc sức khỏe. Tổng thống Mỹ sẽ tuyên bố ủng hộ Liên minh châu Phi gia nhập G20 với tư cách là thành viên thường trực. Mỹ cũng ủng hộ một thành viên của châu Phi vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. 55 tỷ đô la Mỹ là số tiền được Mỹ cam kết tài trợ và đầu tư cho châu Phi trong 3 năm tới để giải quyết các thách thức cốt lõi. Nhân dịp này, hơn 300 doanh nghiệp Mỹ và châu Phi sẽ gặp gỡ để thảo luận về các khoản đầu tư, hợp tác vào các lĩnh vực quan trọng. Hội nghị thượng đỉnh này sẽ nhấn mạnh giá trị mà Mỹ đặt ra trong sự hợp tác với châu Phi trước những thách thức và cơ hội toàn cầu cấp bách nhất, cũng như cam kết của chính quyền Tổng thống Joe Biden trong việc khôi phục các quan hệ đối tác và liên minh toàn cầu. Chúng tôi mong muốn thu hút sự tham gia của nhiều bên liên quan ở châu Phi và Mỹ để minh họa bề rộng và chiều sâu của quan hệ đối tác của Mỹ với các chính phủ, các doanh nghiệp, tổ chức và công dân châu Phi, quan hệ đối tác dựa trên đối thoại, tận dụng sức sáng tạo của người dân. Sau 8 năm kể từ hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Châu Phi đầu tiên, nước Mỹ và châu Lục Đen mới lại có hội nghị lần thứ hai.
Nhiều chuyên gia nhận định, kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang bị tụt hậu so với Trung Quốc tại châu Phi. Tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-châu Phi lần thứ nhất năm 2014, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Barack Obama đã cam kết làm cho quan hệ đối tác giữa các bên sâu sắc hơn. Hội nghị này đã công bố các cam kết của khu vực tư nhân đầu tư và tăng hợp tác với các nước châu Phi trong các sáng kiến trong nhiều lĩnh vực. Khi đó, năm 2014, Tổng thống Barack Obama đã có công bố khoản đầu tư trị giá 33 tỷ đô la Mỹ với kỳ vọng giúp thúc đẩy sự phát triển của châu Phi và hỗ trợ hàng chục nghìn việc làm cho người Mỹ. Nhưng cũng từ đó tới nay, Trung Quốc đã liên tục vượt qua Washington để trở thành nhà đầu tư lớn nhất ở châu Phi. Trong khi đó, Nga cũng ngày càng phô trương sức mạnh tại lục địa đen. Trung Quốc có ảnh hưởng ngày càng tăng ở châu Phi vì sức mạnh kinh tế của nước này. Họ rót rất nhiều tiền tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng, nhưng những ràng buộc gắn liền với những thỏa thuận đó thường không mấy có lợi với các quốc gia châu Phi. Vấn đề là các quốc gia châu Phi không có nhiều lựa chọn thay thế khác. Sức ảnh hưởng lớn của Trung Quốc đến từ việc họ có một ngân hàng phát triển sẵn sàng bảo lãnh cho các dự án cơ sở hạ tầng lớn. Hoa Kỳ không có khả năng đó. Sau chính quyền của Tổng thống Donald Trump, người không mấy mặn mà quan tâm tới châu Phi, đến lượt chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng bị chỉ trích đã lơ là châu lục này. Trên thực tế, châu Phi là khu vực giàu tài nguyên thiên nhiên và là thị trường nhiều tiềm năng bậc nhất. Trước thực tế đó, cùng những thách thức từ các cường quốc khác, chính quyền Mỹ đương nhiệm đang phải tìm cách cân bằng ảnh hưởng tại vùng đất châu Phi. Điều này được thể hiện qua chuyến thăm châu Phi của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hồi tháng 8 vừa qua. Điều chúng tôi tìm kiếm trước hết là mối quan hệ đối tác thực sự giữa Mỹ và châu Phi. Sức khỏe, khí hậu, cơ sở hạ tầng, thương mại, đó là những vấn đề quan trọng đối với sự thịnh vượng của các quốc gia, đối với an ninh và sức mạnh của nền kinh tế, nhưng đặc biệt là đối với hạnh phúc của người dân chúng ta. Chiến lược mới của Mỹ sẽ tập trung vào ba ưu tiên: thúc đẩy thương mại Mỹ trên khắp lục địa, tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố và bảo đảm các khoản viện trợ của Mỹ được sử dụng hiệu quả. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Châu Phi lần này mang đến những cơ hội tuyệt vời nhưng cũng đặt ra những thách thức. Đây là cơ hội để cho châu Phi thấy rằng Mỹ thực sự muốn lắng nghe họ. Nhưng khác với 8 năm trước, giờ đây châu Phi mang theo kỳ vọng cao hơn. Câu hỏi được đặt ra là điều gì sẽ khác so với 8 năm trước? Sẽ có những cam kết cụ thể nào được đưa ra? Câu trả lời phải đợi vài ngày nữa khi sự kiện kết thúc. Sáu người, trong đó có hai sĩ quan cảnh sát, đã thiệt mạng trong một vụ đấu súng tại một ngôi nhà hẻo lánh ở bang Queensland của Australia. Thông tin do nhà chức trách Australia cho biết, khi mà bốn sĩ quan cảnh sát đến khu nhà ở Wimbilla, bang Queensland để điều tra báo cáo về người mất tích, hai kẻ phạm tội đã được trang bị vũ khí hạng nặng đã nổ súng và bắn tử vong hai cảnh sát, một người dân. Một cuộc bao vây ngôi nhà đã được triển khai và ba kẻ liên quan đến nhóm phạm tội đã bị bắn gục. Thủ tướng Anthony Albanese mô tả vụ việc này là một ngày khủng khiếp và đau lòng. Các vụ tội phạm liên quan đến súng đạn là tương đối hiếm ở Australia, một trong những quốc gia có luật kiểm soát súng đạn nghiêm ngặt nhất trên thế giới. Chính phủ Trung Quốc đã tắt ứng dụng thẻ hành trình liên lạc sau hơn 2 năm triển khai nhằm truy vết COVID-19. Bốn công ty viễn thông của nước này cũng khẳng định là sẽ xóa hoàn toàn các dữ liệu liên quan đến ứng dụng của người dùng sau khi ứng dụng được gỡ bỏ. Ứng dụng thẻ hành trình liên lạc dùng để truy vết người dùng có từng đến khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm bệnh COVID-19 hay không dựa trên tín hiệu trên điện thoại di động của họ. Mức độ có thể phơi nhiễm COVID-19 của người dùng sẽ được hiển thị với 4 màu khác nhau trên ứng dụng. Và quyết định dừng hoạt động ứng dụng truy vết COVID-19 này được đưa ra sau nhiều ngày Trung Quốc chấm dứt phong tỏa quy mô lớn cũng như cách ly bắt buộc tại các cơ sở tập trung, đồng thời nới lỏng hơn nữa các quy định về xét nghiệm. Trên các nền tảng chia sẻ trực tuyến như Weibo, nhiều người đã đăng bài ăn mừng, ủng hộ hành động tắt ứng dụng kiểm soát này của chính phủ Trung Quốc. Trung Quốc đã dỡ bỏ các biện pháp phòng ngừa COVID-19 ngay trước thềm kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào tháng tới, trong bối cảnh một lượng lớn người dân Trung Quốc dự kiến sẽ di chuyển khắp đất nước để thăm gia đình lần đầu tiên sau nhiều năm. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin GMT+7 tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.